Công đoạn là cameraman đang hòa lò đến quý vị và các bạn món bạch tuộc nướng. Đây, hai con nhé. Một con này tầm 4 lạng. Là 3 con luôn. Con nhỏ này tầm 3 lạng. 1 2 3. Con này to nhất 4 lạng. Giúp gia vị mấy con bạch tuộc này. Đây, trước khi giúp gia vị mình làm bát muối chấm đã. Đây. Muối lai á. Muối ớt lai á nha. Thì chín chấm nó sẽ thơm hơn. Mong quý vị sẽ xem hết video của Tai To, xem nó hấp dẫn đến mức nào, nhìn có muốn ăn không nha. Ok, rồi bát muối chấm này xong rồi, tí là mình vắt chanh vào. Đây, gia vị ở đây mình có tỏi và ớt, cho tí cà no vào cho mực nó đã có vị. Bạch tuộc này đã có vị hơi mặn sẵn rồi. Đây là quy trình ướp gia vị. Tỏi này, ớt này. Ớt cho nhiều tí cũng được, nó không cay lắm đâu. Hơ qua lửa nó cháy hết. Rồi mình cho một ít dầu ăn nữa nha. Dầu ăn được tẩm thêm bò kho có màu vàng. Rồi nướng thêm củ tỏi này. Mình ướp gia vị khoảng nửa tiếng rồi mình bỏ lên lò nướng. Quý vị nhớ xem hết video của mình nhé. Chương trình nướng. Miếng nào miếng đấy to chà bá luôn. Đây, sau khi vất vả nướng hai con mực to đây, còn tí xíu, hai con tuộc to còn tí xíu. Quý vị ăn tối cùng với gia đình Tai To nhá. Đây. Còn tí xíu thôi nha. Còn một con tuộc nữa. Chín hết rồi, bỏ ăn cho nóng. Camera nhìn đã thấy, camera men nhìn đã thấy hấp dẫn này. À, giờ vắt chanh vào đây. Bụp. Vắt chanh vào là bụp rồi. Rồi, trong khi bụp hai con đầu mình giao đã nói.
trong loại chiến này, bột lon Pepsi đây, bột Pepsi sảng khoái này, camera men này, đây, tai to đây, một cái miếng này là tối nha quý vị, thông cảm nha, trời hơi tối, độ sáng nó không nhìn lắm. Làm cột tỏi nữa. Ngon. Phải nói là ngon nhất lắm. Cameraman sẽ ăn xong. Đây. Muối chấm muối lai á ngập mồm luôn. Đau á. Ngon. Làm nước ớt. Giòn á. Ruột này cũng giòn. Chấm ngập xanh xanh này luôn. Còn chuột này tươi nhá, không phải chuột ngâm trong đá nhá. Lâu làm bữa nướng. Camera men thưởng thức đây. Ngồi xuống đàng hoàng nào. Chấm nào. Được không? Giòn không? Đây. Vẫn bốc lửa. Đó. Ăn nóng đảm bảo. Đâu, cameraman mượn muối nào. Nhìn camera men ăn thèm quá. Làm miếng rau lại không? Lại cái này không được tươi lắm, do bữa hai ngày trước mình làm lẩu gà mình để trong tủ luôn. Giờ đem ra chiến vẫn gọi là tạm tạm, không tươi lay em nhưng vẫn giữ được mùi thơm. Đây còn con cuối cùng nha. Nhà ba người, ba con. Tai to là con to nhất. Nhưng đây ăn ké. Ăn ké hai con nhỏ. Video được kết thúc tại đây nha quý vị. Quý vị yêu mến Tai To thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ. Và nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha quý vị. Chào quý vị đi cameraman. Chào quý vị.